Đây là cái tiền mà để cho chị trả nợ cho người ta. À, kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, thì cách đây 24 tiếng đồng hồ Trọng đã chia sẻ với quý vị hoàn cảnh của chị Giang Hà đang cưu mang gần 90 bé chó mèo, trong đó là có 18 bé chó và 67 bé mèo tại quận Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Thì chắc mọi người ai cũng biết rằng là cái hoàn cảnh của chị trong khi dịch bệnh làm ăn không được, rồi bao nhiêu chi phí phải trang trải cho gia đình, cũng như là ăn uống nhà, tiền điện tiền nước, và chị đã vay lãi ở bên ngoài, vay 3 lần trong 3-4 tháng đó, thì cũng đã vay 3 lần. Và đến cái thời điểm hiện tại thì hoàn toàn chị mất cái khả năng chi trả vì lãi suất nó quá cao, đến gần 40%. Buôn bán hàng ngày thì nó cũng chỉ đủ đóng lãi thôi, nó không đủ trả vốn. Với những cái tình hình đó thì chị cũng có cái ý định là đứt ruột để gửi mấy đứa bé đi chỗ khác. Nhưng mà đó là cái dự định thôi, còn trong lòng chị thì đau khổ và không có muốn điều đó xảy ra. Biết được cái đó thì Trọng đã lên video và đã chia sẻ, cũng như một cái video rất là dài, gần 30 phút để cho chị tâm sự, cho chia sẻ, chị trải lòng. Và một điều rất là mừng, rất là may mắn, sau khi video lên thì mặc dù trong thời gian ngắn, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, với được cái sự cảm thông
của quý vị khán giả hay các mạnh thường quân. Và ngày hôm nay Trọng lại xuất hiện ở nơi đây để gỡ gối cho chị một lần, để cho chị có cái điều kiện chị tiếp tục chăm sóc 90 bé ở đây, cũng như là có cái điều kiện để tái lập lại cái sản xuất buôn bán để kiếm lời nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, cũng như là có cái điều kiện tốt hơn để chăm sóc các bé. Trọng đến đây thì vào một cái buổi sáng, thì mọi người thấy là sau khi bán xong thì hai vợ chồng chị đang đóng hàng lại, có nghĩa là mình đang muối lại để chiều tiếp tục bán. Và bây giờ thì Trọng xin mời tất cả mọi người mình vào gặp chị, rồi Trọng sẽ chia sẻ, cũng như thay mặt chị cảm ơn các mạnh thường quân. Và Trọng nghĩ rằng không có cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui này đối với hai vợ chồng chị, cũng như là Trọng nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả, những người yêu thương chó mèo, yêu thương Trọng Cà Mau và yêu thương những cái poster, những người chăm sóc chó mèo, thì Trọng nghĩ rằng nó sẽ rất là vui dữ lắm luôn. Không có niềm vui nào mà bằng niềm vui này trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào gặp gỡ chị nha mọi người. Kính thưa quý vị khán giả, thì bây giờ trước mặt Trọng, trước mặt quý vị là chị Giang Hà. Thì hôm qua thì cái câu chuyện thì Trọng không muốn nhắc lại nhiều nữa, chắc có lẽ là quý vị khán giả cũng đã nắm được hết cái tình hình rồi. Thì bây giờ Trọng đi vào cái công việc chính luôn. Hôm qua giờ mình có liên hệ với cái bên mà mình cho mình vay nợ không chị? Có em. Đó, chị có điện thì nãy nó cũng điện, nó bảo là thì để chiều nó ghé qua bên chỗ ông ship nó đó, vừa về nó báo cho chị biết cái số là nó giảm cho được bao nhiêu. Dạ. Hồi nãy là nó hỏng là nó nói là tại vì hôm qua chị không có đóng cho nó. Dạ. Hôm qua chị không có đóng. Rồi hôm nay nó tính là hôm qua hôm nay là 2 ngày. Dạ. Là mình trả là 2 ngày này nó không tính lãi. Dạ. Nó bảo là còn hổng lời là cũng 30 mấy triệu đó, mà nó nói 30 mấy thôi chứ nó không có chức hết. Dạ. Thì hôm qua thì sau khi cái clip mình lên, rồi với những cái lời chia sẻ của chị đến với quý vị khán giả, đến với cái mạnh thường quân, thì thật sự thì em có nhận được những cái sự mà hỗ trợ từ các mạnh thường quân để giúp cho mình. Giống như là em nói thế này, các mạnh thường quân cũng nói thẳng luôn, thương nhất là thương các bé. Thương các bé vì nếu như mà chị không có thể nuôi nổi nữa thì các bé này sẽ không biết sẽ đi đâu và về đâu. Tội quá chị ơi, 90 bé mà trong đó chị mình chỉ có cái khoản nợ nó cũng không phải là quá lớn. Tất nhiên nó cũng không phải là nhỏ, nhưng mà chỉ vì cái này mà các bé nó bơ vơ thì nó không đáng. Đưa đi tội lắm em ơi. Dạ. Em thấy vô nó quắn, nó đu cái con nó lên đầu chị luôn á, nó đu lên đầu luôn á. Dạ. Mà chuyên gia nó hay tát vô mặt. Để mình không ấy, cái nó lấy tay nó bơ vậy nè, vô mặt. Thương lắm. Dạ. Trước khi mà em hỗ trợ cho chị, để giúp đỡ chị, thì chị có cái đôi lời gì cảm ơn đến mạnh thường quân, có cái đôi lời gì nhắn gửi đến những người mà đã chung tay giúp cho mình, đã thấu hiểu cái hoàn cảnh của mình không? Có, chị được như vậy là chị cũng trước tiên là chị cảm ơn em làm cầu nối cho chị gặp được các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Dạ. Thật sự là lần này chị giống như là mình được tái sinh lại lần thứ hai. Dạ. Mừng lắm em, thật sự luôn. Chị mà giải được cái này rồi là chị rất là mừng. Kính thưa quý vị khán giả, thì khi sau khi lên clip thì thiệt á, Trọng cũng rất là vui luôn, cũng không có niềm vui nào hết á. Không có cái niềm vui nào mà Trọng diễn tả được. Sau khi lên clip thì khoảng 30 phút sau thì cái người đầu tiên mà hỗ trợ á, đó là cô Diệp Thu Trân. Cô Diệp Thu Trân có hỗ trợ cho cái trạm mình là 500 đô la. Rồi sau đó là cô Băng Tâm có là gửi là
anh làm cái kia là 400 đô, là 400 đô la. Rồi sau đó thì chồng mới thấy là có cái chị là Thái Thị Lê Quyền có chuyển vào tài khoản của chồng là 1,7 triệu, 1,7 triệu quý vị. Và với cái 500-400 này thì chưa có đủ cái tiền trả. Thì bây giờ em tính gì ha? Nãy chồng có nói là kỹ là nha mọi người, cô Việt Thu Chân 500, cô Băng Tâm 400 và chị Thái Thị Lê Quyền là 1,7 triệu. Thì với số tiền đó thì chưa có đủ trả, thì chồng mới liên hệ với một cái Mạnh Thường Quân. Mà Mạnh Thường Quân này thì là người thân của em, sẽ bù hết cái phần còn lại. Thì bây giờ bước 1 thì em sẽ trao cho chị, đây là cái số tiền mà trả nợ. Đây là chồng trao trước mắt là 37 triệu. Tại vì người ta bớt rồi cũng 36-7 gì đó. Thì chồng trao cho chị là 37 triệu. Đây là cái tiền mà để cho chị trả nợ cho người ta. Thì trong này có là cô Việt Thu Chân 500, chị Băng Tâm 400, cộng với chị Thái Thị Lê Quyền là 1,7 triệu. Còn lại bao nhiêu là do một Mạnh Thường Quân giấu tên, mà đây là một cái người thân của chồng. Còn bao nhiêu bù hết để cho chị có cái khoản này để chị giải quyết cái nợ nần. Và cái đây là khoản thứ hai. Kính thưa quý vị khán giả, đây là một cái khoản tiền mà những đồng tiền quỹ cũng như là gần như là cuối cùng của kênh Trọng Cà Mau. Trọng tách ra, đây là cái phần quỹ của kênh Trọng Cà Mau, Trọng sẽ hỗ trợ cho chị là 5 triệu. 5 triệu này là em hỗ trợ cho chị là để chuộc chiếc xe về, để cho chị có chiếc xe đi lại, đi làm cho nó thuận tiện. Dạ, đây là 5 triệu của cái tiền của em, bên kênh của em, để gửi tặng cho chị chuộc chiếc xe. Và còn một khoản tiền nữa, đó là của chị Thảo Nguyễn. Chị Thảo Nguyễn vừa sáng nay đã chuyển từ chỗ anh Sơn Quỳnh qua cho em là 300 euro. 300 euro này thì chắc cũng khoảng là 7 triệu, 8 triệu mấy vậy đó. Thì 8 triệu mấy này thì chồng chưa có nhận được, nhưng mà cũng có thông tin rồi. Và chồng cũng công bố luôn, thì 8 triệu mấy này chồng xin thay mặt cô để gửi cho chị là để làm gì? Đây là cái khoản tiền làm vốn để chị nhập hàng về chị bán, là mình nhập mình trả tiền luôn, để cho nó là có cái mình bán cho nó lời hơn, và mình không có mình bị chủ động về đó. Thì hôm nay thứ nhất là gì, em giải quyết cho chị là gì, phần nợ nần xong, chuộc xe xong, cấp cho chị thêm cái tiền vốn nữa là 300 euro đó để làm vốn nữa. Thì rất là mong rằng là chị hãy trân trọng cái tấm lòng này của Mạnh Thường Quân cũng như từ em. Em thì không giúp được nhiều, chỉ giúp chị chuộc chiếc xe thôi. Nghĩa là trân trọng tấm lòng của Mạnh Thường Quân của em, để mình tái thiết lại cái làm ăn, rồi mình phải chăm sóc các bé nó thiệt là tốt. Đừng có phụ lòng những cái người mà đã giúp đỡ mình trong 24 tiếng đồng hồ, mà em phải đắn đo, em suy nghĩ nhiều thứ lắm, mới rồi phải gọi điện, rồi phải cầu cứu. Ví dụ như cái khoản tiền mà nó thiếu trong cái khoản tiền Mạnh Thường Quân gửi này, em phải điện thoại đến một cái vị khán giả, một Mạnh Thường Quân mà là coi như là người thân của em, để cầu cứu. Và giống như là nói là thiếu bao nhiêu là cô bù hết. Đó là nên là nó mới có thành ba cái khoản tiền này. Em rất là mong chị trân trọng tấm lòng của Mạnh Thường Quân, và từ đây về sau gắng mình gắng làm lại, gắng buôn bán lại, gắng chi tiêu làm sao để, quan trọng là chị lo được cho mấy bé có cái chỗ ăn ngon, có cái chỗ ở đàng hoàng. Đó là cái tấm lòng của chị gửi cho Mạnh Thường Quân rồi đó. Đúng rồi đó. Chị thì chị không biết nói gì hơn. Thật sự là chị rất là cảm ơn luôn. Kính thưa quý vị khán giả, thì có thể là chị Giang Hà quá xúc động. Chồng cũng không có báo trước với chị là số tiền nó như thế nào hết á. Chồng chỉ nói là em sẽ qua tìm cách giúp đỡ chị thôi. Chồng không có báo với chị là trả hết nợ nè, chuộc lại xe nè, rồi có tiền làm vốn.
Thì có thể là chị quá trời xúc động. Đúng là chị không biết nói gì luôn á. Chị xúc động chị không nói được mọi người. Thì có thể là cái sự xúc động của chị rồi cũng là một cái lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân. Và trọng cũng xin thay mặt cho chị Giang Hà, thay mặt cho 90 bé chó, bé mèo ở nơi đây gửi lời trân trọng cảm ơn đến cô Trân, đến cô Băng Tâm, đến cô Thảo Nguyễn, đến chị Thái Lê Quyền và đến một và vị Mạnh Thường Quân giấu tên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và đặc biệt là cảm ơn một Mạnh Thường Quân đã âm thầm gửi cho trọng những cái quỹ để trọng cũng có cái điều kiện để hỗ trợ cho chị, như đợt này là 5 triệu để chuộc chiếc xe làm phương tiện đi lại. Thì cái video này trọng nghĩ là nó quá nhiều cảm xúc. Từ hồi tối đến giờ trọng không ngủ được luôn. Trọng cứ mong là trời nó phải sáng thật là sớm đi. Để chi? Để trọng qua đây trọng giải quyết. Tại vì trọng tin chắc rằng cái video này trọng để 1 đến 2 ngày thì cái số tiền của Mạnh Thường Quân á quyên góp về có thể là nó sẽ cao hơn nữa. Nhưng mà trọng thiết nghĩ á là mình phải làm gấp. Tại vì sao? Nợ nó càng ngày nó nở, nó đẻ từng ngày từng giờ một, nên là trọng khi vừa thấy mà nó có đủ điều kiện là trọng qua ngay. Thậm chí bây giờ là gì, nợ xong rồi có vốn làm ăn rồi chuộc xe nữa, là giống như là bây giờ là chị hoàn toàn là làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Dạ. Chị cũng giờ là chị cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thương mình, cũng lo lắng cho chị như vậy. Chị dạ. Thật sự chị không biết nói gì. Này cũng như là mình được tái sinh lại. Dạ. Cũng như bắt lại công việc từ đầu lại từ đầu. Dạ. Không có gì là muộn màng hết. Chị đã nghĩ đến tụi nhỏ mà thật sự là chị cũng rối luôn á. Chị nghĩ nếu mà một ngày nào mà mình không còn ấy mà cứ bị ép gì hoài á thì mình buông tụi nó ra. Bởi vì chị nói cái chị viết ở trên đấy đó mà. Em biết chị viết cả mấy tiếng đồng hồ mới được một cái bài đó. Cứ nghĩ tới cái cách mà mình đưa tụi nó đi á, là không thể nào đưa đi được. Em nghĩ nãy mấy người này gửi tới mấy con mèo là chị đã không muốn trả lời. Tại vì bữa nay là bắt đầu nó quắn chị rồi. Yeah. Chị vô là nó nhảy lên đầu, lên vai, lên cổ của con. Nó thương lắm, nó cọ yeah. vô má gì nè. Thương lắm, không được. Để trọng kể cho mọi người nghe câu chuyện mà sáng hôm nay trọng chứng kiến tại nơi đây. Bởi vì cuộc đời á, tại sao mà trọng phải giúp cho chị Giang Hà bằng mọi cách mà trong cái thời gian ngắn nhất. Thì sáng hôm nay trọng ở đây trọng chứng kiến một cái sự việc. Là có cái người ta gửi cho chị, người ta không nuôi nữa, người ta gửi cho chị mấy con chó, có mấy con mèo. Mà bây giờ khi mà chị biết chị là hoàn cảnh lâm vào như thế này, khó khăn như thế này, mọi người biết không, sáng nay người ta đến đây, người ta làm giặt mọi người. Bình thường đã bỏ rồi đó, chị cưu mang, chị nuôi nấng nó, mà bữa nay khi mà biết chị là khổ á, họ đến đây họ làm giặt, rồi họ vô, họ lục tung lên hết, họ bắt mèo về. Mọi người thấy không, người ta nói là gì, cuộc sống mà nó dậu đổ bìm leo. Bà nói nghe người ta nói là chị cho tụi nhỏ chỉ có ngày ăn có một cử thôi à, nên bà không an tâm nên bà đem lại cho nó. Chị không an tâm sao đó gửi người ta cỡ nào cỡ chị đói cũng được. Em biết có lúc mà chị chưa có được Mạnh Thường Quân á, là thật sự em biết chị nhịn đói luôn á. Nhịn đói chị đi mua thức ăn, chị đi xin thức ăn, hồi lúc đó chưa có ấy đâu, chị đi xin mang cá đó về bắt đầu chị rửa. Giờ hiện tại giờ là chị nấu cho nó ăn là bằng nồi áp suất không à, chứ không có để cho nó có xương. Là chị hầm nồi áp suất có khoảng 20 phút là nó nhừ cả xương cả thịt luôn. Rồi là chị cho nó ăn, mình ăn ké với nó, có gì ăn đó. Thật ra với chị rồi với Mạnh Thường Quân là tại sao trọng mà phải đắn đo, trọng đau đầu. Tại vì bản thân của trọng, trọng nói thật với mọi người, trọng cũng đã từng làm ăn thất bại vài năm về trước, và giống như lúc đó trọng cũng giống như là một con thiêu thân giống như chị bây giờ, là mình vướng vào cái hoàn cảnh khó khăn rồi
thì mình lao vào như con thiêu thân, nhưng mà mình lao vào mình không có một cái lối thoát. Nên là khi mà chị kể ra câu chuyện á, là em bao nhiêu cái ký ức của em nó ùa về những cái ngày tháng khổ cực của mình, rồi những cái lúc mình nó khổ như thế nào. Và không phải chỉ riêng em, không phải riêng chị, trong những người mạnh thường quân luôn cũng có những người đã từng trải qua cái thời gian y như chị bây giờ, y như em ngày xưa. Chồng nói thật với mọi người luôn, có những mạnh thường quân luôn hiện nay đang sống ở bên Mỹ luôn, nhưng mà có những lần gọi điện cho chồng tâm sự với chồng là cũng đã từng trải qua cái cảnh y chang như chị bây giờ luôn. Có nghĩa là bao nhiêu thứ trong cuộc sống này nó ập đến mình không đỡ nổi. Thì hôm nay á, thì em cũng hy vọng rằng là với cái số tiền này, với cái tấm lòng của những mạnh thường quân trao gửi, chị làm tốt hơn nữa và chị chăm mấy bé thật là tốt. Em thì chắc lâu lâu em sẽ đến thăm mấy bé một lần. Và khi em đến đây thì em sẽ thấy được mấy bé là gì? Mập hơn, khỏe hơn, vui hơn. Thì cái đó là cái món quà và cũng là cái sự mà gọi là trả ơn của tuyệt vời nhất của chị với em, cũng như đến tất cả những khán giả, đến tất cả những mạnh thường quân. Chị có hứa với em điều đó không? Có, chị nói là nếu mà chị còn làm được á, dạ, chị còn cứu nhiều hơn nữa, chị còn thuê, dạ, được là chị thuê hết cái khu đất này dòng ra phía sau luôn. Bây giờ em có một cái ra. Có một cái yêu cầu gì cho nó cho nha. Chị có nói là khi mà chị cầm mỗi khi mình vay tiền á, họ giữ hết giấy tờ gốc đúng của mình rồi. Rồi xe cũng chuộc rồi, ô xe cũng cầm rồi. Thì từ đây tới chiều sau mà chị thanh toán hết á, chị có thể chụp lại cho em trên chiếc yên chiếc xe, và có những cái tờ giấy đó thì để em post lên để cho quý vị khán giả là tin tưởng rằng là cái số tiền này chị đã trả hết nợ, lấy giấy tờ về rồi, lấy xe về rồi, để cho mọi người yên tâm, để cho mọi người yên tâm và mọi người cùng chia sẻ cái nỗi mừng này. Nha em, chỉ có một yêu cầu nhỏ gì thôi. Chị lấy giấy tờ, em biết không, mượn giấy tờ là nó không cho. Dạ. Chị đi đăng ký tạm trú nó cũng không cho, rồi làm gì nó cũng không cho. Bởi vì khó khăn lắm. Rồi sau chị cũng nói, nếu mà chị mới nói ngược lại, nói chị nói bây giờ em mà không cho chị mượn giấy tờ để chị đi đăng ký tạm trú, chị làm công việc của chị là tiền của em, chị nói là chị không trả. Nhưng mà em lại đây em la là chị chết một, em chết như tới nhiều người lắm á. Chị nói thật luôn á, đừng có ép chị, tại giờ phút này là em nên yên. Thế không sao, thì bây giờ là mình có tiền rồi, trả rồi, chiều nay chị nói, ê, tiền nè, trả giấy lại cho chế. Chồng nói đùa thôi mọi người. Để tới nó qua, chị cũng sẽ làm một cái clip lại để gửi cho em gửi cho mọi người, để cho mọi người sẽ vững lòng hơn. Dạ, được rồi. Thì bây giờ, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì chồng làm cái clip này, chồng cảm giác mình rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Và bây giờ thì chồng cũng xin dừng lại cái clip ở đây. Chồng xin một lần nữa thay mặt cho trạm chị Giang Hà cảm ơn đến tất cả những quý vị khán giả, cảm ơn đến tất cả những mạnh thường quân đã cùng chung tay hỗ trợ cho chị chỉ trong 24 tiếng đồng hồ thôi, mà chúng ta đã giải quyết được một cái khó khăn, giống như là chúng ta cứu mà 90 bé vậy đó, giống như là chúng ta đang làm một việc là chúng ta cứu một lần 90 bé về một cái mái ấm mới. Chồng nghĩ là như vậy. Và hôm nay không có cái gì vui hơn nữa, chồng cũng xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye tất cả mọi người.